mới nhìn anh đó thì thấy anh mình hơi nhí nhố, có vẻ không có nghiêm túc, giống như dân giống như là giống như một đứa con nít đấy. Trước hay là bổ sung trước? Muốn nói gì thì nói. Rồi về cái nói thì như nãy em chia sẻ đó, thì cái nhân anh nó rất là đủ đầy, 269 là anh có đủ luôn. Hai là gì? Đó là tình yêu thương, anh cũng cho đi người ta tình yêu thương, rồi trách nhiệm, rồi nói chung là chia sẻ lan tỏa, anh đều có hết. Về cái góc nhân thì góc duyên là con số 3. Con số 3 là con số chia sẻ lan tỏa truyền cảm hứng. Anh có luôn. Anh phát huy cái con số này mạnh lên, anh phát huy con số này mạnh lên. Nếu mà duyên cộng với nhân thì nó ra quả. Còn về cái tính cách bên ngoài của anh thì mọi người mới nhìn anh đó thì thấy anh mình hơi nhí nhố, có vẻ không có nghiêm túc, giống như dân giống như là giống như một đứa con nít đấy. Kèm tí đầu trộm người cướp gì gì không, kệ đi. Không phải là đầu trộm người cướp, nó giống như một đứa con nít, cái năng lượng nó rất là vui vẻ, tươi vui. Rồi về phong cách ăn mặc cũng vậy, nó rất là bình thường giống như một đứa con nít. Nó không phải là một người chỉnh chu như một người doanh nhân như con số 8, mà là một con giống như một đứa số 3 năng lượng, một đứa bé năng lượng, hòa đồng hoạt bát, kết nối rất là dễ, môi trường nào anh cũng chơi được. Còn cái bài học được đời là con số 11/2.